Hello hello, xin chào tất cả và chào mừng tất cả bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Thường thì phiên bản mới đấy thì tất cả các bạn chắc chắn đều bị út nick ra và bị đỡ game và bị thoát ra vào lại. Và khi tất cả các bạn vào lại thì chắc chắn rằng chúng ta bị mất hết tất cả thị trần. Thì đó là cái vấn đề nhức nhối nhất đấy, chẳng hạn như cái pha này mình đã bị áp cá và tự nhiên bị phít hai mảng và tí mình bị cái thị trần đất nát. Thì rất nhiều người vào những thị trận này đều thua. Và anh Mưa Sương ơi, làm thế nào để chúng ta giành chiến thắng trong trận đấu này? Khi chúng ta đi đánh đớn ạ, thì khó thì càng khó hơn. Vậy làm như thế nào ạ? Thì đầu tiên clip mình xin chúc tất cả các bạn một ngày mới thật vui vẻ. Và đây, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn một trong những cái cẩm nang kỹ năng quan trọng nhất liên quân Mobile về cách điều tiết lính đầy đường và làm sao để giành chiến thắng khi đi đánh đớn. Và các bạn đều thấy ngày hôm nay mình là sẽ cầm vị tướng Omen. Omen là một trong những vị tướng đầy lè và là quan trọng nhất trong tất cả các vị tướng đầy lè tốt nhất trong liên quân Mobile, như Nagaroth, như Omen. Thì chúng ta sẽ chơi như thế nào trong trận đấu này. Đầu tiên bước 1, thì khi team của mình thọt thì chúng ta sẽ làm cái thứ nhất và chúng ta sẽ di chuyển đến một cái đường nào đấy, chúng ta sẽ đẩy cái đường lính cao. Cái quan trọng nhất, tất yếu nhất của liên quân Mobile khi chúng ta thủ nhà ấy, là chúng ta phải giữ được cái lượng lính thật cao ở trên kia. Và ngày hôm nay 4 người team mình còn lại thì mình sẽ không ké luôn, mà mình chỉ quan trọng nhất đẩy lính và sẽ không đánh nhau. Thậm chí game này mình chết cũng được và mình sẽ đẩy được đường lính cao. Quan trọng nhất các bạn nhé, mình sẽ nói cho tất cả các bạn hiểu, khi tất cả các bạn đẩy được cho mình đường lính cao thì đồng nghĩa cho dù các bạn có bị quét sạch đi chăng nữa thì cái trụ của tất cả các bạn sẽ không mất. Cái quan trọng nhất, cái chiến thuật nhất của chúng ta sẽ đề ra như này. Bài toán chúng ta cần giải ra làm thế nào để team địch không đẩy được trụ của team mình. Chừng là cái pha này mình ôi rồi chơi thì này thì được, không sao. Đây các bạn có thể thấy pha này mình có chết đi chăng nữa thì đồng đội của mình đẩy được quái cáo. Mà đây là ăn được mảng, các bạn có thể thấy mảng chết này của mình có giá trị. Ok, mình sẽ phân tích lại cho tất cả các bạn một chút, làm cái bài toán giải ra của chúng ta bây giờ làm như thế nào để cho team địch không đẩy được trụ của mình và không ép cái lượng quái của team địch vào trụ của mình để ăn trụ. Thì đó là một cái bài toán giải thành công. Thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Thứ nhất, chúng ta phải luôn luôn giữ những cái đường lính ở 3 đường các bạn nhé. Và điều đầu tiên chúng ta quan trọng được là team của mình nhé. Khi mình đi đánh đơn mình sẽ phân tích team mình sẽ tập trung ở mid và đường tiến, cho dù có đánh nhau thua đi chăng nữa thì lượng quái cùng cao và đường tiến cao thì sẽ, cho dù có chết đi chăng nữa thì sẽ không mất trụ. Ok, chấp nhận. Thì mình sẽ đẩy ở đường dưới này và sẽ ăn trụ dưới này. Và cho team mình có combat đi chăng nữa, cái đó mình không ké các bạn nhé, không quan tâm. Đây, phá này này, kéo lại này. Rồi, mình sẽ giết được thằng này nhé. Ôi dồi ôi, các bạn có thể thấy yếu quá rồi, chém không được. Đấy, rồi hay quá, chém giết được không? Chứ một rồi, hay quá. Mình bắt lẻ bản này và ở đường mid của mình bắt lẻ một người nữa. Và thị trần của chúng ta đã kéo được bên cái thị trần gần cân bằng thôi. Đấy, phá này mình về một chút. Mình sẽ nói lại cho tất cả bạn, cho các bạn hiểu rằng tại vì sao để làm như vậy ạ. Khi chúng ta mà không cho cái lượng quái của team địch vào cái trụ của mình thì team địch không thể ép được trụ của mình. Và chúng ta còn trụ thì chúng ta còn trận đấu. Chúng ta còn trụ sẽ còn kéo dài thời gian. Và chúng ta còn trụ thì sẽ được kéo về cái late game nhé. Và khi kéo về late game thì sẽ mang về cân bằng của trận đấu. Ngang về cân bằng trận đấu thì lúc đó sẽ yếu tố sẽ phụ thuộc vào đồng đội mình sẽ rất mạnh rất nhiều. Còn bản thân của chúng ta sẽ làm được 50% của trong team đó. Mình nói thẳng như vậy các bạn nhé. Đi đánh đơn mà, đánh đơn chúng ta không thể nào một binh có thể là gánh team 100% được. Chúng ta chỉ có thể kéo được hết sức về một trận đấu late game thôi. Chẳng hạn như tất cả bạn bình thường, các bạn thọt, các bạn đi combat để team đi, thì các bạn sẽ không làm được gì cả, các bạn sẽ thua rất là nhanh. Nhưng đổi lại, bản thân mình không tập trung combat mà mình sẽ tập trung vào con lính các bạn nhé. Clip này mình đưa ra hy vọng các bạn hãy quan trọng nhất con lính giúp mình. Con lính là con quan trọng nhất trong cái liên quân Mobile này về dự trận đấu các bạn nhé. Mình sẽ đẩy lính đường mid của mình, con sen neo đẩy này. Các bạn có thể thấy, từ khi mình đẩy lính thì team mình không hề ép được team mình một phát nào cả. Nhưng từ khi trước đó mình AFK mới chỉ có 4 phút thôi thì team địch nó đẩy và ép rất là ghê gớm. Đấy các bạn nhá, khi mình farm tới lính mid này xong này, mình sẽ bỏ, mình sẽ không phản trụ để team mình có mắt ở đến này. Đấy, mình sẽ xuống đấy này, đây xuống đấy sẽ farm lính cho xem nào các bạn nhá. Cứ bình tĩnh, cho dù có mắt ở đến có thua đi chăng nữa các bạn hãy nhìn nhá. Mình sẽ chứng minh thực tế cho tất cả các bạn biết rằng
phá này có mắt thua, team mình không bao giờ bắt trù được. Các bạn hãy nhìn thấy ạ, đường lính mid mình cao, đường lính trên cao, đường dưới mình đẩy cao thì không bao giờ bắt trù được. Mình sẽ kèm ở đường dưới này nữa thì mình sẽ nói cho tất cả bạn phân tích, các bạn sẽ believe được mình. Team địch có mắt win làm được gì ạ? Bây giờ nó có làm được ấy thì nó sẽ phải đi đầy đầy lại lính hoa nhau đấy, các bạn đã thấy chưa? Nhưng mà lời thế rằng một chút tím ta được kéo dài cái ôi dồi ôi tôi các anh ơi em ôi dồi em ôi dồi ôi em thích thế này rồi các anh giết em làm gì đấy. Các bạn thấy nó khá đơn giản, nếu mà bình thường các bạn nhá không đầy lượng lính cao nhá, tím ta chết 4 người như vậy nhá chắc chắn sẽ thua trận đầu ngay phút thứ 9 này luôn đấy. Đấy là cái lý do tại vì sao mình lại nói đấy là một cái cẩm nang quan trọng và một cái kỹ năng bậc nhất của Liên Quân Vô Bái là vì là chính cái đó là quan, đó là kỹ năng điều tiết lượng lính và đẩy lượng lính cao sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất đầu tiên chắc chắn rằng chúng ta sẽ cho phép chúng ta sai lầm một pháo combat quét sạch ạ và không bị mất trận đấu, và cho phép chúng ta được kéo dài game ạ, và cho phép chúng ta được mang cái thị trận late game là cái yếu tố quan trọng nhất. Hoặc trận đấu này mình sẽ đầy lẻ win như tất cả bạn thấy. Và khi tất cả bạn nào có clip này mà các bạn cảm giác không hiểu, các bạn hãy comment giúp mình nhé. Đây, mình sẽ phân tích tiếp đường này này. Ở đường mid thì team địch của mình đang ở trong trụ và sẽ thủ được ở đường mid thì team địch sẽ không đẩy được. Ở đường dưới sẽ néo sẽ đầy lẻ cho mình và mình sẽ tiếp tục trong cái battle đẩy ở đường trên. Mình sẽ gây áp lực và sẽ kéo team địch về đây, một thằng B này, một thằng B nhá. Và mình sẽ đóng trong bãi to, sẽ solo cứu được thằng này và mình sẽ ăn được và mình sẽ gây cực kỳ lợi thế áp lực ở đường trên này luôn. Còn các bạn có thể thấy mình giết được con ấy nhá, mình sẽ ăn được cái trụ này. Và đương nhiên rằng các bạn yên tâm rằng đường mid của nó sẽ bị đẩy lui về. Ô cái lửng quái khéo nha, nhưng không sao, tím mình đang đẩy cao và mình ăn được cái trụ thứ hai này ở mid rồi. Đấy là một cái điều rất là quan trọng khi tất cả các bạn chơi những cái vị tướng độ đề lè. Không những vị tướng ôm én mà tất cả vị tướng còn lại các bạn đi đường các bạn có thể làm được chiến thuật này ạ. Mình khẳng định các bạn luôn, chỉ cần các bạn xem clip này mình sẽ phân tích tất cả các bạn kỳ lường. Đấy các bạn nhá, tím mình đánh nhau ở phía dưới chết rồi, hay quá, tím mình ăn được con mát chưa. Đấy, rõ ràng chưa? Các bạn thấy rõ ràng quan điểm nhá. Mình đã kéo được 11 phút và team của mình hiện tại cái lượng vàng nó ngang nhau, thì trận ngang nhau, lượng đô ngang nhau thì ha cứ gì trận đấu này thua. Đấy các bạn thấy chưa? Và bây giờ chỉ có một cái bước thứ hai và bước quan trọng nhất, làm như thế nào để chiến thắng. Được rồi, mình sẽ phân tích tiếp cho các bạn nghe thật hiểu này. Cho mình xin lỗi, mình sẽ nói chậm lại một chút các bạn hiểu ạ. Khi chúng ta kéo được cái thị trận cân bằng ngang nhau về trụ, về mảng và về lượng đô thì khi đó team địch nó sẽ không chủ quan như giai đoạn đâu nữa. Nó sẽ có rủm về thủ nhà. Có rủm như nào? Người ta sẽ ở trong nhà thủ nhà. Khi team của mình ôm én đặc biệt là một trong những cái vị tướng có mắt tổng đầy trù rất yếu. Đấy. Thì bài toán giải đáp của chúng ta làm như nào để có thể cống được nó ạ? Chúng ta sẽ đầy lẻ tiếp. Đấy. Mình thấy trên kia có 3-4 người này. Bây giờ mình sẽ chém lên. Và ở nhà chắc chắn sẽ có một người thủ đấy, biết ngay. Mình sẽ lao vào chém trù các bạn nhá. Nó còn nội tài chém trù, trước tiên là chém trù này. Đây, chém. Ôi trời đau. Ôi trời đau thế nhỉ. Ui về phán này về các bạn đấy. Rồi. Ui đen thế nhỉ các bạn, thấy chưa nào. Tôi không sao. Thực sự đôi khi những cái màng của chúng ta chết không phải là chết đâu, mà là những cái màng của chúng ta chết còn giá trị các bạn nhá. Mình khẳng định luôn. Đấy, những cái màng chết rồi. Đường lịch mít hơi cá nhưng mà thực sự không sao, 4-4 thì không bao giờ bắt trận đấu này được. Ok, và bây giờ là đến phút thứ 12 các bạn nhé, mình đã lao được vào một cái thị trận cân bằng thôi. Cái đường ở phía dưới của nó mình sẽ chém hai cái là sẽ bay trụ, thì bây giờ mình sẽ chém, khi sinh ra mình sẽ chém với đường đấy, không sao, chết cũng không bật đây gì cả. Bởi vì cái lượng lính không còn thì cho dù team địch có giết được team mình 100 mà 1000 mà thì cũng không vấn đề gì cả. Đấy, phá này mình đá nha, mình sẽ tiếp tục đẩy ở phía đường dưới nhá. Và các bạn hãy nhớ rằng mình không ké team trận đấu này. Bởi vì cái tối thiểu nhất của cái đánh vàng đánh bạc hay đánh gì đi chăng nữa, người ta sẽ thủ được cái lính mid phá này. Mình tin tưởng chắc chắn luôn, điếu thuyền Violet và Sennel bay về sẽ thủ đường lính này. Chỉ cần cấu kéo cho mình được tập đấy, lính hết nhá. Lính hết team địch chẳng làm gì đâu, mình sẽ đẩy thẳng các bạn nhé, cái phá này mình sẽ không về. Đấy, các bạn thấy chưa, mình đã nhìn được cái lượng lính là team địch không đẩy được thì mình sẽ đẩy cái phá đường này, mình sẽ ăn cái đường này, chắc chắn sẽ không có trận đấu trong giây phút này, chắc chắn không win được. Nhưng mình sẽ đẩy về cho lượng lính vào đấy, mình biết ngay mà team địch sẽ về nhá. Mình là người gây áp lực nhá, các bạn sẽ là đóng trong cái vai trò gây áp lực lên cho team địch. Đấy,
khi tất cả các bạn chỉ cần thấy một vị tướng Omen ở trên cái đường của các bạn ở trên rất là cao, thì các bạn không bao giờ đủ tuổi để các bạn đi đẩy được nhà lại như ta đâu. Đấy, khi mình đẩy được xuống này mình sẽ lên đến này, mình đẩy tiếp thêm một tớ nữa, chắc chắn mình sẽ gây áp lực, sẽ mình nghĩ chắc chắn mình sẽ có người lên đây để thủ mình thôi. Nhưng nếu chỉ hai người thôi, các bạn đã nhớ chất tướng Omen solo rất mạnh, chỉ cần một người mà ra thủ Omen ấy nó sẽ giết chết luôn. Ở đường dưới đánh nhau này mình sẽ đẩy được mid, ok, và hai người chết thôi. Thì mình có bát quý này các bạn, các bạn thấy chưa, mình đoán không sai luôn, có một người về đứng trên thủ thì sẽ ở giữa con mắt 1-4 đấy, các bạn thấy chưa. Đây là những cái kỹ năng quan trọng đấy, trời ơi, chơi luôn hay quá nhỉ, chép tâm dư thì mình mạnh bãi nhài ạ. Đấy, và 64 phút mình đã làm như vậy thì không biết tất cả các bạn có con hiểu gì nữa không ạ, và các bạn không biết có thích cái cầm nãng này không. Nếu các bạn thích cầm nãng này thì mình hy vọng tất cả các bạn hãy cho mình một comment ạ. Thực sự là cái clip này mình cực kỳ có tâm luôn đấy, mình nghiên cứu cực kỳ kỳ lưỡng để cho tất cả các bạn có những cái trận, có những cái kinh nghiệm để các bạn chơi ạ. Và đấy là một trong những kinh nghiệm quan trọng bậc nhất liên quan mobile này, nếu các bạn muốn lật keo các bạn nhé. Đây là một cái cẩm nắng khá thú vị và khá tâm huyết của bản thân mình để làm, và mình phân tích cho tất cả các bạn. Như bạn nói rằng anh Cương sáo không bình luận hay, anh Cương sáo không lại lấy tiểu tiểu như ngày xưa ấy, bởi vì thực sự các bạn phải thông cảm, mình phải cực kỳ trong những trận đánh của mình phải cực kỳ kiểu là vừa suy nghĩ, mình không thể nào có một chút nào là gọi là thư giãn được, bởi vì toàn là những trận đấu căng thẳng, làm thế nào để win đấy. Phá này các bạn nhé, mình sẽ kèm trụ win luôn, nhưng với một cái điều kiện ạ, một điều kiện ạ là team địch phải đi lên. Team địch con ba đúng mà con Joker cho mình ra các bạn nhé, mình không thể được lộ sai. Team địch của nó ba con di chuyển ở phía đây kích công thì chắc chắn người ta sẽ không thủ nha. Đây Joker ra, mình bình tĩnh này, nấp các bạn này, cái phá này các bạn không được lộ sai này, bình tĩnh nhá. Mình sẽ lấy chiến thắng cho team địch của mình luôn. Đây là giây phút để chúng ta làm sao để... À không, đừng mau, rồi một từ ôi rồi mày có mình tỉnh ra rồi, xuống đánh nhau đi. Cái con đấy nào, cái đi thằng ấy sợ mình đẩy nha này, nhưng mà sợ thật đúng rồi. 5 giây con chạy nhanh chưa hái đây, mật chạy lên, chạy nhanh mật chạy lên, mà đúng không kịp về và chúng ta đã có chiến thắng trận đấu này nhá. Rồi cảm ơn tất cả bạn đã xem clip này của mình, và chúc cả nhà có một buổi ngày mới thật vui vẻ tất cả bạn ơi, mà yêu.